Майны Магтаал Авралгуурын цохогт Авралгуурын цохогтоо алсалуугаа залвуржоо ара хормог уугаар амтан бүхэндээ нэтгэлтэй Ом маны багмай хом ом маны багмай хом ом маны багмай хом ом маны sư có làm một cái ví dụ trước chẳng hạn như A Kỳ Đạt Ma để mình cứ biết mãi A Kỳ Đạt Ma thì nó dài dòng lắm và nó chúng ta cũng theo kiểu người Mỹ khi mà nó có nhiều đặc điểm lại thì mình dùng cái tiếng Anh kia là abbreviation là tóm tắt viết ngắn gọn lại chẳng hạn như chữ Đức Phật thì chúng ta biết là DP đúng không À, Bồ Tát là BG, nhà Trung Quốc là Q, GQ, không phải là tự quan thôi ạ. Đó, thành ra là để cho dễ cho mình. Những cái chữ mà hay dùng đó, thì xin để ý. Thành ra, cái phần này, hôm nay mình tới 6 trang, thành ra mình sẽ cố gắng ghi hơi ngang chút xíu. Để chúng ta có thể có cơ hội để đi hết cái trang này, cái thiên này. Thư Ba Bộ sau này gọi là Trích Sơn Bộ và hai bộ Hoa Địa và phát tán đều dựa vào bộ Dị Bộ Tôn Luân Luận của Ngài Phiệt Tô Mật Tử La. Sư Đại Thế dùng cái chữ ấy, chữ Anh rất là dễ hơn tại vì khi mà dịch ấy, nó rất là khó để dịch cái này có tiếng Tàu cần nó rất là khó thì Vasumitra mình để thấy bạn dễ nhớ hơn đúng không? Bây giờ tại chúng có cảm giác như vậy. Dạ. Sư cũng vẫn để nhưng mà sư thường hay lại cái chữ mà dễ nhớ cho mình nhớ. Còn số chẳng hạn như ngài Thế Tân Vasubandhu cái này đó tên rất là dễ nhớ rồi. Hay là ngày hôm trước là Asanya như vậy đó. Cái chữ như thế thì là mình có thể dùng hai chữ luôn. Biết thêm được chữ tiếng Sanskrit cũng tốt mà tiếng Việt thì là tương đối dễ, nó không có rườm rà giống như thế này. Phiệt Tô Mật Tử La rất khó nhớ. Còn cái tiếng Hai do này mình trang dịch các bản dịch khác như tập Bát Bổ Luận do này là tập nên là tập tức là Kumala học Bổ Chấp Sĩ Luận do này chân đế dịch đây là sáng nghĩa của Nguyên Thủy Phật Giáo. Xin đại chúng nhớ rằng là sư sẽ cố gắng tránh chữ tiểu thừa Phật giáo để nó không có cái nghĩa nó có vẻ chỉ trích chê bai phần lớn chỗ nào có thể được các đại sư đều vô có đôi khi không thể tránh được thì mình sẽ dùng chữ tiểu thừa phần lớn nhưng mà chữ tiểu thừa và chữ nguyên thủy là giống nhau được chưa? Ngũ bộ và các bộ xuất phát sau điểm dựa của A Kỳ Đạt Ma phát trí luận. Chữ A Kỳ Đạt Ma không phải thuộc về tên nhưng mà tại vì để cho nhớ tất cả phần lớn những cái của cái bộ luận đấy thì bắt đầu chữ A Kỳ Đạt Ma. Thật ra là chữ A Kỳ Đạt Ma không được hay lại mà chữ chính của nó cái nghĩa chính của cái đó là phát trí luận được hay lại. Do ngài ca la diễn ni tử ca chi diễn tử có hai tên này dịch có hai tên Katiya ni putra sáng tác sau khi Đức Phật diệt độ 300 năm
ngày chủ trương cái luận tạng làm bản vị, các cái chữ mở độ lấy kinh tạng làm bản vị, để những cái mà quan trọng đối với chúng ta. Ngoài pháp chi luận còn có là lục túc luận, lục là sáu, túc có mình nói giống như là cái như nói đúng là chính là cái chân, nhưng mà có nhiều nghĩa, chân cũng túc cũng như là đủ, chi túc có nghĩa là biết đủ. Nhưng cái này có nghĩa là cái chân tức là mình chia là nhiều nhánh, ra là nói vậy đó. Tên là tập dị môn túc luận, pháp luận túc luận, chi thiết túc luận, thức thân túc luận, còn lại túc luận và giới thân túc luận, sáu bộ này. Tức là ngoài cái bộ là pháp chi luận thì còn có thêm sáu bộ này để làm căn bản được. Hai bộ sau tức là bộ thứ năm và bộ thứ sáu do ngài Thế Hữu sáng tác sau khi Đức Phật diệt độ 300 năm, xin lỗi 200 năm, ngài Ca Sa Di Ni Tử tinh thông tam tạng, không chủ trương không theo chủ trương của trường đạo bộ, dùng tinh tạng làm bản vị mà dùng luận tạng làm bản vị, và trong khi tu tại chùa Ám Lâm Tự nước China Bồ Đề, China Bhuti thuộc Bắc Ấn Độ, đã chứng các bộ pháp chi luận vì hai mục đích: thứ nhất để đả phá hai học phái các luận và số luận của ngoại đạo hay đả phá Phật giáo, để thứ hai là đối kháng với thân thuyết của đại chúng phổ, tức là ngoài ở trong đánh và ngoài cũng đánh nữa, trong nội bộ của Phật giáo là bên đại chúng phổ cũng có những cái thân thuyết, thì bên mình cũng phải bên từ tòa bộ này cũng phải chuẩn bị để mà đối kháng với họ, chứ có họ sẽ kéo người của mình về hết. Nếu họ thấy có lý thì là người của mình cũng từ từ bỏ qua bên kia, thành ra mình phải giữ lập trường của mình, và đồng thời ngoại đạo cũng đánh phá mình nữa, tại vì khi Đức Phật diệt độ, khi Đức Phật còn tại thế, không có người nào có thể mà vượt được lý luận mà vượt được Đức Phật hết chứ, ngoại đạo đến là như thế là thảm hại đi về thôi, chứ còn không cách nào vượt qua được. Thì bây giờ khi ngài mất rồi thì trong đại chúng có nhiều cái sự suy nghĩ, có nhiều cái phát minh mới, cái phát triển mới, thì từ đó cũng có cái hay, cũng có cái dở, thì đây là cơ hội rất tốt cho ngoại đạo để mà xỉu dư cái giáo phái của họ bằng cách phải đánh đổ Phật giáo, đúng Phật giáo chính là rất mạnh. Cái thế kỷ thứ sáu, thứ năm, thứ bốn rất mạnh, các vua chúa thời đó cũng rất là ủng hộ, nhưng mà đến khi trong nội bộ của mình chia là nhiều phái phái, một cây thì là chẳng như non mà ba cây chuyển lại như hòn núi cao, mà cái ba cây này mà nó tệ ra rồi thì còn có sức mạnh của quý vị chắc chắn là không nào. Thật ra khi mà thấy trong lực lượng mình chia ra chiếc phái phái của phái, đúng không, từ tọa bộ và đại chúng bộ là đã thấy là phân hóa rồi đấy, là thấy lực lượng của mình đã bị rồi, trong nội bộ đó lại chia chẽ là nhiều nhóm nữa, thật ra cái sức của Phật giáo đó chúng ta có thể hiểu được là không có được không được mạnh. Thật ra ngài Kada Diễn Di Tử hay là Kachi Diễn Tử mới lập ra cái luật này, phát chi luận để mà chống đối lại những cái giáo thuyết mà sai lầm. Đa nguyên thực tại luận là giáo nghĩa triết học của hữu bộ. Khi mình nói hữu bộ tức là nói chữ có bộ. Mọi hiện tượng của các pháp nhưng một thời gian phải trải qua bốn giai đoạn: sinh trụ dị diệt, tức là nó sinh ra, nó tồn tại trong một thời gian, đó là trụ dị, tức là nó bắt đầu thay đổi, và cuối cùng là tàn trụi, và nó liên quan bốn giai đoạn, cũng có bốn giai đoạn, sinh trụ bốn giai đoạn, tập hợp tán ly, mới đầu thì tụ tập lại với nhau kêu là tập, và nó hòa hợp, nó biến hóa với nhau kiểu tổng hợp, rồi sau đó là nó chia chẽ ra kiểu tán và ly là biến mất. Biến hóa vô thường, sát na sinh diệt không những thể tính của chủ pháp, không sinh diệt biến hóa vẫn tồn tại trong ba đời, như là sống có sinh diệt biến hóa, nhưng thể tính nước hành hữu không thay đổi. Như là chúng ta nói trong cái tính chính của nước là cái thể lỏng, nhưng mà cái thể lỏng này có khi nó
có thể biến hóa ra là chuyện bốc hơi, cân điện tử hơi, hoặc là cái đáng đáng là phải chinh không, hoặc là khi mà nó được đưa vào trong tủ lạnh, trong freezer thì nó biến thành những cục đá, nó cũng là nước nhưng mà được ở trong thể cứng này. Đó. Nhưng mà cái thể chính của nó, cái bản thể, cái tính chất chính của nó vẫn là nước, dù nó ở cái thể chính nào nhưng mà cái tính chất chính của nó vẫn là nước. Cứ để hiểu đó là thuyết tam thế thực hữu. Trong cái ta ba cái thế giới này thì có thực hữu, là có thực pháp thể hàng hữu. Trong cái phần pháp thể đó thì luôn luôn có, tức là cái vị của nước, cái bàn thể của nước thì luôn luôn có. Thì trong cái mình nói khi nó hiện ra nó là đã đi trên trời, hoặc là dòng nước đang chảy, hoặc là cục đá chúng ta đang uống đây, đều là những cái hình tướng của nước cả. Ý tưởng giải thoát là đoạn hoặc diệt khổ và đạt đến niết bàn. Đó là cái lý tưởng của Ngũ Bộ. Dùng cái lý tưởng này để mà tu hành, tức là hoặc là sự suy nghĩ sai lầm. Cái sự suy nghĩ sai lầm này mới đưa đến nghiệp. Và khi mà đã gây nghiệp thì sẽ đưa đến cái quả khổ, đúng không ạ? Thì tại vì vậy, muốn cho đoạn khổ thì trước hết chúng phải đoạn hoặc, tức là những cái suy nghĩ sai lầm mình phải cắt đứt liền, đúng không? Vì nhờ đoạn hoặc thì là mình cắt đứt luôn nghiệp, mình không có suy nghĩ sai lầm thì không thể gây ra nghiệp, và không gây ra nghiệp thì chúng ta không khổ, đoạn khổ, thấy chưa? Đó là cái ý nghĩa của Ngũ Bộ nói như thế. Quý vị, các hành giả đi theo Ngũ Bộ đó thì hiểu theo cái này, tại vì mỗi người cái pháp phái họ có cái lý thuyết riêng, thì những người Ngũ Bộ đây là cách mà họ giải thích cái cách tu hành có căn bản của hoặc hoặc là vô minh, là sai lầm, là phiền não, là chết ngã. Và đang muốn đoạn hoặc thì trước hết phải đoạn cái ngã, đúng không? Là phá ngã chấp. Ngã chấp nương và sắc và tâm mà tồn tại. Nên lần tu các phép quán tưởng, phân tích các pháp của sắc và tâm để hiểu đạo môn pháp, để do nhân duyên mà thành. Sát na sinh diệt, biến hóa vô thường, đều là vô ngã. Chẳng hạn như mình nói cái đạo này, nếu mình chấp là có cái đạo, cần chấp ngã đây, đúng không? Có hình tướng này, rõ ràng nó có cái bốn chân này, nó có cái mặt bàn con sờ được nè, nó cứng nè, nó hơi mềm, nó hơi smooth, nó hơi láng nè, như vậy á, thấy rõ ràng đúng không? Nhưng mà để nói cái này là có thì thực sự không có, tại vì mình nói cái gì là cái bàn, có phải bốn cái chân là cái bàn không? Cái mặt bàn có phải cái bàn không? Cái nước bạch ni mình dám trên đây có phải cái bàn không? Không có cái gì là cái bàn hết, nhưng mà gộp lại với nhau thì chúng ta có cái bàn để cũng như là quý ước với nhau, là cái mà nó có bốn cái chân nó cao như thế thì mình kêu là cái bàn, mà nó cũng có bốn chân, nhưng mà có cái ghế giữa phía sau thì mình kêu là cái ghế. Ví dụ vậy, là quý ước với nhau, chúng ta là những người sống ở cuộc đời, là chúng ta phải có một cái đồng ý với nhau để mình nói cùng thứ, chứ khi mà không biết đó, là cái bàn thành cái ghế đó. Cô ơi mang cái bàn cho sư, thế là mang cái ghế đến người nói ngủ. Thật ra phải quý ước với nhau đúng không? Phải hiểu với nhau không? Đó, thật ra khi mà mình nói, khi mà mình tất cả các pháp đều do nhân duyên nó quy tụ lại thì nó thành cái bàn, cái hiện tượng, cái sự vật. Nhưng mà nếu mà không hỏi từng thứ không có, tại vì không có cái đó, từng cái sự mà riêng rẽ như vậy thì nó không có tự tính, nó không có cái ngã của nó. Giáo nghĩa của Ngũ Bộ là ngã không pháp hữu, tức là cái ngã thì không nhưng mà pháp thì có. Pháp là những cái gì thì chẳng cái bàn cái gì mà nó có hình tướng thì là pháp hết. Ngã thì không nhưng mà pháp thì có, phải có cái bàn này cứ nó đứng đứng đó mà. Nhưng mà nếu mà nói là cái đó tự
tự tính nó có hay không, các bạn có không? Thì không có. Nói về quán là chiết sắc nhập không, gọi tắt là chiết không quán, tức là mình phân tích cái sắc để mình đưa vào cái không. Mình phân tích rõ ràng nghe, cứ khó đâu. Chỉ có cái bốn cái chân thôi, bốn cái chân này là cái bàn là nó từ là mình biết là nó là không. Cái vị thấy triết lý như là Phật giáo cũng hơi cái đầu đúng không? Mà chúng ta mới cái sơ cấp thôi nha. Trung cấp, xin lỗi, chúng ta là sơ sơ trung cử nha. Vì chúng ta lên cao nó còn vui vẻ nhiều lắm. Líu lưỡi, nói chuyện là líu lưỡi liền đó. Rồi tiếp tục đến, nhưng mà không phải là vì thế mà sợ. Xin viết cái này xuống, có thể là những người có viết cái tâm trạng ấy. Rồi cứ viết, quý vị viết vài lần, 5 lần, 7 lần nó tự nhiên là sẽ nhập tâm, tự nhiên là sẽ thấy là dễ. Mà khi mà dễ một cái chữ đó mà nó nổi lên, mình đọc lên thì những cái định nghĩa của nó nhảy ra liền. Khi mà nói ngã không pháp hữu là mình hiểu rồi, nên sư nó nói rồi. Nếu mình nói cái ngã thì không có, nhưng mà nếu mình nói cái pháp thì có. Thì nói cái, ví dụ cái bài, nhớ là cái bài để mình hiểu ngay. Cái óc của mình hay lắm. Khi mình nói một cái tự động đem đi, cái tư tưởng nó chạy đi liền. Từ từ mình sẽ hiểu ở đâu ra. Đó là ở dưới mặt, ăn lại giác thức nó nhảy lên. Mặt giác thức giúp mình ý thức kêu lại. Nói lên cái là đầu. Thế là mặt giác thức rồi ăn lại giác thức chạy xuống dưới cái hòm dự trữ. Đi ra dữ liệu, vung lên. Cái bàn. Nguyên thủy Phật giáo, năm quần là yếu tố là thần thế giới. Thế giới gồm tâm giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhị tập hữu là 25, nhị thập là 20, nhị thập bảy đại nhị, nhị nhị vậy là xin lỗi nha. Vậy là nhị thập ngũ hữu, tại vì đây là có 25 ngũ ấy, nhị thập ngũ nha, gắn vào sự chính ngũ của đạo. Ngũ là dấu ngã, nếu mà ngũ dấu hỏi là chữ do dấu hỏi của mình rất quan trọng, là nơi y báo của chúng sinh. Y báo là ở nơi đó mà chúng ta diễn biến ra, chẳng hạn như tứ vức, tứ ác thú, lục dục, định phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, cập bất hoàn. Tất cả những cái này nếu mà cộng lại thì nó sẽ thành 5. Tứ vức, tứ ác thú là 8 đúng không? Lục dục, định phạm thiên là 7, 8 với 7 là 15 đúng không? Tứ thiền, tứ vô sắc là 8, 15 cộng với 8 là 22, vô tưởng, vô cập bất hoàn là 25 đúng không? Thêm 2 nữa là 25 đúng không? Chà, chúng ta đọc toán nhỉ. Tứ sự tứ vức là cái gì quý vị? Nam thiền bộ châu, tức là 4 cái châu của mình á. Có nhiều người, nhiều các quý ngài dùng những cái châu từ xưa, không chịu khó học nhé. Tức là những cái châu của mình á. Mình kêu 4 châu cũng được, nhưng các vị đọc là tứ vức thì các vị làm thì biết. Em có hỏi tứ vức là gì nữa? Ồ, chắc 4 cái người vứt đi đúng không? Thế không phải. Đó là nam thiền bộ châu, 4 cái châu này quan trọng lắm, chúng ta sống ở đây mà. Đông Thắng Thần Châu, Bắc Kulu Châu, Tây Ngư Hoa Châu. Và chúng ta đang sống ở đâu? Nam thiền bộ châu, chính vậy. Tứ ác thú, gồm có địa ngục là quỷ xuất sanh và là Atula, là cõi thiên. Nhưng mà các chúng sinh này luôn luôn đánh nhau, thành ra đưa đưa vào trong cái cõi xấu. không có mà nghĩ. Lục dục, lục là 6, dục là cõi dục, gồm có tứ thiên vương, đa lợi thiên, đâu xuất thiên, hóa lạc thiên, hóa tự tại thiên, tịnh phạm thiên gồm có trời được phạm thiên, các quý vị xin có trời cư ngụ ở đấy, tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, và tứ thiền gọi tứ vô sắc. Tứ vô sắc cõi gồm nó không nguyên xứ tứ, thích vô biên xứ, vô sở biên xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ, trời vô tưởng,
tôi thiền định thấy không còn, thấy ta không còn gì, không tư tưởng rỗng không, gì tận định. Quý vị có xem cái phim của Đức Phật chưa? Dạ có. À, họ nói cái này nhé, cái lúc mà Đức Phật tu với các vị thầy là ngài đã tu đến trên phi tưởng phi tưởng xứ rồi, thì từng giai đoạn thành ra là cũng hay lắm. À, cái này mình nếu có cơ hội thì xem lại cái phần đó để mình thấy cái đoạn là phim của cái ông Modi đó, họ rất là kỹ lưỡng trong khi mà họ thuyết minh, họ thuyết minh kỹ lắm, rất là rõ ràng. Đức Phật gặp những cái khó khăn nào khi mà ngài, tại vì ngài cũng giống như chúng ta ấy, cũng là một con người bằng xương bằng thịt, nhưng mà ngài có một cái tâm từ bi rất là rộng lớn và có cái ý chí mãnh liệt. Ngài quyết tâm là tìm ra cái câu trả lời cho cái nỗi khổ của nhân sinh, và để cho giúp chính ngài và tất cả mọi chúng sanh, trong đó kể cả gia đình của ngài, nghĩa là con cái, ông cha, tất cả những người thân thiết của mình đấy, đó là cái ý chính của Đức Phật, vì sao Đức Phật ra đi để tìm đạo. Và trong cái tiến trình mà tu hành như thế này đấy, ngài đi qua những cái cõi trời này dĩ nhiên là người chưa hề tới chúng ta bây giờ thì cũng tương tự như vậy. Có những cái người mình đi đến ở trong một cái trung tâm thiền, có những vị thiền sư đã đạt được những cái cõi thiền như này, quý vị có thể dẫn giảng cho mình. Tương tự hồi Đức Phật ngài cũng là bần mò đi đến đó, có những cái vị nói rằng là đạo chủ dạy thiền giỏi nhất thời đó, thì ngài đến cõi trời nào không biết đâu. Đến bây giờ đến khi mà được sự hướng dẫn của vị đạo sư đó thì ngài cũng đã lên được đến cùng cái cõi thiền với lại cái tình trạng với lại thầy của mình. Thì lúc đó là ông thầy nói hết rồi, không còn gì để mà dạy nữa. Thì mời thầy ở lại đây để mà cùng chúng tôi để nhiếp chúng, để giúp cho chúng để mà cùng tu học. Như Đức Phật nói hơn, con chưa tìm được cái câu hỏi mà con muốn tìm. Đó là con lên đó rồi, con có hết khổ không? Ông thầy đâu biết. Thật ra đó, vẫn phải đọc tiếng nữa. Khi nào mà lên tìm được cái lên cái cõi nào, tu đến chỗ nào mà con hết khổ, thì con lúc đó là con tìm được câu hỏi của mình. Khi mà hỏi câu đó thì ngắt, không nói được và tiếp tục ra đi. Hay lúc quý vị mà đọc cái phim đó thì mình hiểu được. Nói là mình cũng coi phim cũng là một cái học hỏi cho đại chúng. Tập tất hoàn cõi là năm lúc tu triển để dịp vô minh, dự quả nhập lưu còn gọi là tự lưu. Nhập lưu, mình coi là các dòng thánh, cái quý vị này là lên cõi thánh rồi. Thì mình trong cái cõi thánh mình có bốn cõi, bốn cái tầng lớp. Thì nhập lưu tức là mình đi vào cái dòng, giống như là cái dòng thánh thì mình được đi vào trong cái, giống như là mình được tuyển chọn đấy, rồi từ đó mình mới đi được lên cao hơn nữa. Có bốn cái đó là đầu tiên là Tu Đà Hoàng, đến Tư Đà Hàm, An Hàm và cuối cùng là A La Hán. Đó là bốn cái tầng cõi của trong cái cõi phần cõi này. Rồi về cái bộ thưa đại chúng, sư vẽ sơ sơ như vậy. Về bản ngữ pháp thì mình chia ra để mà có một cái, khi mà vẽ cái hình này quý vị sẽ nhìn thấy rõ để mà hiểu dễ dàng hơn. Bản ngữ pháp chia làm hai thứ rõ ràng, bên hữu là có, về bên vô là không. Hữu vi pháp và bên kia là vô vi pháp, thấy chưa? Rồi bên hữu vi pháp thì mình chia ra là vật và thân. Bên vật thì gồm có năm căn, năm trần và vô biểu sắc. Vô biểu là cái gì thì chúng ta sẽ giải thích cái sau, đúng không? Tâm thì mình có chia ra là tâm pháp. Xin lỗi, để đây là sáu loại, xin đại chúng hết loại có một thôi. Tại vì cái này suy theo đúng cái này thì trở thành 75 pháp thì nó chỉ có một thôi, còn sáu loại đến tám loại thì nó thành là 84 hay là 100, từ đó tùy theo. Xin sửa lại số 6 thành số 1 ạ. Và mình sẽ sao là đúng rồi đấy.
vô vi pháp có 3 loại, tâm sở hữu pháp có 46 loại và tâm bất tương ứng có 14 loại. Đấy chưa? Rồi. Rồi bây giờ thì từ cái trang đó quý vị có thể mở ra để mình ngó luôn cùng với nhau hả? Ngũ bộ chia vạn hữu, tức là tất cả thứ vạn, mà nói chữ vạn tức là 10.000 hả? Nói chung là nói chung chung vậy đó, nhưng mà nói chung là tất cả mọi thứ mình kêu là hữu vạn hữu, thành năm vị. Năm vị là năm cái nhóm ấy, năm cái đó. Những cái mà thầy sư highlight đó, cái vị thứ nhất là vật hả? Thứ hai là tâm pháp này, thứ ba là tâm sở hữu pháp này, thứ tư là tâm bất tương ưng này, thứ năm là vô vi pháp. Thấy chưa? Đó, năm vị đấy. Đấy, tiền ra và 75 pháp nhá. Thì từ vật ấy, thì chúng ta bắt đầu từ vật nhé. Vật có 14, xin lỗi 11 nhé. Rồi tâm thì có 1 là 12, xin lỗi, đúng rồi, 12. Tâm sở hữu pháp là 46, tức là 12, 46 là 58. Tâm bất tương ưng 58 cộng 14 là 12, 26, 72 cộng với vô vi pháp 3 nữa là 75. Thấy chưa? Từ từ cộng là đúng rồi. Sư có làm lại tại vì sư make sure, tại vì nó mình nói là 75. Mỗi cái ấy, mỗi phần mình để dùng, mỗi cái bộ pháp dùng một số khác nhau. Thành ra khi mà họ đã nói 75 thì mình phải có ấp với đúng 75 để cho đừng có bị confused, bị thấy chưa? Từ từ về nhà, nếu mà vẫn còn đấy thì chúng ta sẽ nói chuyện lần nữa. Sư chỉ muốn là quý vị nhìn cái bản bên kia, nhìn phần nhiều bên này, cái giải thích bên này, vật cùng có là năm căn, là bát tai mũi lưỡi, thân và năm trần. Trần là đối tượng của căn, trần là mắt thì phải nhìn vật sắc, tai thì phải nghe cái âm thanh, mũi thì phải có vị hương, lưỡi thì có cái vị, và thân thì có xúc chạm. Thấy chưa? Tức là năm trần là đối tượng của năm căn. Thấy chưa? Và vô biểu sắc là một loại lực không hình. Nghe thì quý vị có thể là đánh dấu chữ lực. Đây không phải là cái hình thể, nó vô hình, lực vô hình. Không hình không dáng, nó huân pháp trong thân để đưa nghiệp nhân của hai nghiệp thân và khẩu cảm sinh ra quả ở vị lai. Nhưng mà bởi vì nó dính liền với cái thân của mình và nó tạo ra nghiệp là mình đưa nó vào trong sắc luôn, chứ thật sự nó không hình dáng. Khi nó sắc là phải có hình dáng, đúng không? Mình có cái mắt có hình dáng này, mình nhìn ra cái của sự vật, cái bàn tay của sư, cái ly cà phê của sư, cái chỗ luôn đâu sắc này có hình dáng rõ ràng. Rồi tai này, rồi cái tai này có tiếng này, có hình dáng này, chứ không có. Rồi lưỡi nè, cái lưỡi đây, mình nếm mình biết liền chua cay bằng nhạc cứ liền, đúng không? Là phải thực sự là có cái hiện hữu đó. Nhưng mà vô biểu sắc thì không có, nhưng mà tại vì nó dính liền, nó liên hệ với thì mình kêu bắt đầu rồi, đúng không? Sau đây học từ từ dễ quen. Mà khi học rồi đó, những cái khác nó tương tự, nó chỉ thêm chút xíu thôi. Như đại sư nói, cái này là 75, có khi 84, có khi là 100, đúng không? Nó chỉ ép thêm chút đó thôi, chứ còn cái 95 cái này nó tính đó, đúng không? Ta đã đừng sợ, mình học một lần sẽ ép thêm được không nhé. Rồi tâm sở hữu pháp, nói tâm, xin nói tâm pháp. Tâm pháp là gì? Ở những điều khác thì nói đó là tâm vương. Tâm vương, vương là gì? Là vua. Vua là cai trị, là điều hành, là sai sử, đúng không? Nhưng chỉ có một, nhưng mà gồm 6 thức hay lục thức. Lục là 6 thức là cái biết. Thức có nghĩa là biết. Chẳng hạn cái nhãn, cái biết của nhãn. Cô nhìn cái đó, cái này nó vô này. Chắc chắn là đi cà phê. Cái này chắc chắn là đi chùa. Tại vì sao? Có cái thức. Khi mình nhìn cái là bắt đầu, mới đầu nhìn nó chỉ có nhìn thôi.
nhưng mà xong cái ý thức mình đó, nó mới vô liền à, chỉ đến con nhìn mà con quên là con cũng nhìn vậy nhưng mà con không chú ý vào ai hết á thì là con không thấy gì cả à, nhưng mà bắt đầu chú ý là ý thức đi vô à, là nó cũng nhìn cái chuông à, cái chuông xong rồi cũng chưa biết ý thức nó ngồi chân chú rồi bắt đầu cái chuông nó mới à, cái ý thức mới tán điện vô trong cái hệ thần kinh của mình, hệ thần kinh của mình chạy xuống dưới trong cái chỗ mà ai lại ra chứ coi coi có cái hình dáng giống như này không, mình đã coi qua cái gì chưa hả à, nhìn Đức Phật cái hồ, Đức Phật mà một cái này bổn sư, Đức Phật có cái chén mà là Đức Phật A Di Đà, những cái này là cái tự mình đã đưa một số đề ta vào trong người mình rồi, đừng nhìn là tức chạy xuống cái chỗ đề ta đó, nó kéo lên liền. Có cái chén không? Ừ. Có chén là Đức Phật A Di Đà, nó nói như vậy. Đây là cầm thần xem không? Cầm thần xem là Đức Phật. Cái quan trọng thì phải cầm ngàn dư liễu với lại cái cầm lô, cầm thần xem là Đức Phật Thật Sư. Đại Thế Chí. Đại Thế Chí. Mình có hai vị thích, là bên Đức Phật Sư, của bên là Ngài Quán Âm, một bên là này Đại Thế Chí, Đại Thế Chí luôn cầm cái cần xe, còn bên kia là cầm cái bình dữ liệu cũng như vậy đó. À, có những cái dấu hiệu như vậy để cho signal cho mình biết mà mình đã học rồi, mình đã hiểu, có người giải thích cho mình có cầm theo cái hỏi, à, cầm ngày dược sư rồi cầm cái khác, ví dụ vậy cầm nặng ngồi như thế, mình cầm cái khác là ngày dược sư, à, mình học hết rồi, mình đưa xuống, đây này mình xuống thì ai làm sao thích, ngồi dẫn chờ, cái mình thấy cái là chạy xuống ai là thích. Kéo lên liền ha để phân biệt à, cái chuông mà chuông như này chắc là không phải chuông Việt Nam, chuông Việt Nam cái tướng nó khác, nó không có bóng như này, nó mỏng như này, nó dày như này ha, đeo quyền tự nhiên quyền đã hiểu ha, hay lắm cái việc học cái này cũng vui lắm. Rồi đến tâm vương rồi ha. Rồi à, tức là nó chỉ có một nhưng mà thực sự là nó gồm luôn à, sáu cái thức kia để mà sao à, để mà hoạt động chứ à, nó có một làm sao chọn cái nào, cái mắt là ông có chọn cái lưỡi hả, rồi thì khi mà cái đây ra mà về cái lưỡi tới là cái mắt là vương hóa cũng không đến được đâu đúng không à, có sáu cái kia à, sáu cái để mà cùng à, phân tích để mà à, cho hiểu biết tâm sở của pháp gọi là tâm sở à, gồm có 46 pháp thường theo nhịp với tâm vương à, những cái này quý vị đang học về kia là sơ khởi đó, cần rất là quan trọng quý vị hiểu sau này nói tất cả cái đó à, khi mà tâm vương là phải có tâm sở, tại đây tâm sở là cái ăn ý phụ theo à, để mà sai sử, để mà lũng đoạn, để mà thay đổi ăn tâm vương à, ăn tâm vương giữa ăn vương đấy. À, nhưng mà anh kia là cái mặt tệ tới đây ừ, không được đâu, không thích đâu, ghét lắm à, ví dụ vậy ha, để tâm vương lái con này đó, ồ, không thích à, bên trong những cái tư tưởng lên tay cái sáng tư tưởng đó ra ở dưới lá là sức cơ lên ồ, được đọc thì nó rồi, chứ nó chịu ta à, là, giờ ta cầm nó rồi, ta lập tức à, đem lên, đồ, cầm lại kìa à, còn, ồ, chứ không, nó ngay sức mình đúng rồi, nó cơm được vàng, ví dụ vậy ha ừ. Vậy là mình sẽ thích nó, đúng không? Tại vì nó đứng đó, nhưng mà những cái dữ kiện phía dưới nó đưa lên yêu, ghét, phủ, ẩm, thích, thú cái gì đó, đó là ăn tâm sợ, nhào lên để mà làm gì? Điều khiển, thay đổi, à, ghét tâm vương. Nếu tâm vương mà cứng ra trong một vùng, thích thì không thích, cái chuyện là mình cũng này phải nói chuyện với người này, à, dẹp cái thích còn thích còn bên, cái chuyện nó lại khác nữa. Nhưng mà mình để đôi khi tâm vương lại bị tâm sợ, ảnh hưởng lôi kéo nó hả à, là khi mình tu học là sao tâm vương của mình thì có để cho tâm sở bị kéo nó đúng không à, nó thế nhưng mà không phải dễ các bạn ơi hả à, rồi à giấy ra một tác dụng thực sự có thể dựa vào tâm mình sinh ra các tác dụng của tâm hả à, tâm sở có nghĩa là tâm sở hữu của tâm vương à. Đại giải pháp gồm có 10 pháp và thọ tưởng tư xúc dục tuệ niệm tác ý tán giải ba mặt địa. Những cái này nếu quý vị nào muốn rõ ràng ấy thì cho sư biết sư sẽ cung cấp cái list của tất cả những cái tên nó nghĩa là gì à,
nếu không hiểu thế, nhiều khi quý vị là cũng như vậy, nếu không hiểu là cái gì hả? À, nhưng có một số các khu rất là dễ chẳng tím là tím hiểu biên cầu á, tức là cần thiết á, cần cầu hàm xã á, giải đãi là hiểu liền, cấp tím, tím là có lòng tin, cấp tím là cầu tìm, hôn trầm tức là ngủ vô không có được tỉnh táo, điệu cử hay chạo cử có nghĩa là ngồi cũng yên, cứ đẩy tay chân hoặc là đầu óc lắc qua lắc lại như vậy, đó là chạo cử. Phải đã có triển pháp của hai pháp là vô tàm vô quý. Tàm vô cũng là không, tàm tàm tức là mình phải xấu hổ, mình làm những điều sai mình tự xấu hổ. Quý là mình không có xấu hổ với người ngoài, mình đã đặt tiền của ta thì mình không biết không biết quý gì cả. Còn chuyện đó là không bàn về đó, không cẩn thận thì ta đấy có một cái người đó là vô quý. Tiền của ta cho mình đi không lấy hả, còn ngược lại mình tay chân tay nói mình lấy người ta còn viện lý do tại đây đó cũng như vậy đó, là nó là thực sự là vô quý hả, không có xấu hổ với ai hết. Tiểu phiền não pháp, mình có đại thì phiền não pháp phía trên rồi dưới này tiểu phiền não pháp rồi có bất định địa pháp hả, rồi tâm bất tương ưng gồm có 14 pháp, đắc phi đắc đầu phận vô tướng quả vô tướng định diệt năng, tất cả những cái này là những cái cảm xúc xúc tác nó thay đổi, nó biến cái sự cái suy nghĩ sự hành động của chúng ta. Vô phi pháp gồm 3 pháp là hư không chật diệt và phi chật diệt. Rồi tiếp tục là thì chúng ta vì đang chưa được nói lần nữa, chúng ta đang học cái căn bản, cần những cái này là những cái để chúng ta lót được, chúng ta hiểu được rất là căn bản. Đây là những cái môn phái mà đầu tiên của Phật giáo mình, mới đầu Phật sinh ra dạy ra là không có môn phái gì cả, chỉ có một cái là lời dạy Đức Phật thôi. Nhưng mà khi Đức Phật tịch diệt đã ngài nhận biết bàn rồi, bắt đầu có cái sự suy nghĩ của tất cả những đại chúng. Mới đầu quý vị nhớ trong khi mình học cái tập kinh điển đầu tiên, 100 ngày sau khi Đức Phật thực diệt là có cái tập đầu tiên do ngài Ma Ca Diếp thống đăng, lúc đó chỉ có kinh và luận thôi, không có luận. Cái này thuộc về luận A Tỳ Đạt Ma, tức là luận. Thì cái này mới có thêm cái để mình suy nghĩ, chứ luật thì mình nói xong không được làm này, không được làm kia. Kinh thì nó là lời Phật dạy, tất cả những pháp hữu vi đều phải diệt, ví dụ vậy. Những lời Phật dạy thì chúng ta không có mình kêu là bảo tán gì cả, nhưng mà những cái trong phần luận, tức là những cái lý thuyết mà bắt đầu là mới có cái người này theo cái suy nghĩ của tôi thì sẽ như thế này. Một vị học giả khác, một vị đại sư khác thì xem suy nghĩ của cô trên lập trường này thì nó sẽ như thế này. Lúc đó khi mà có luận rồi bắt đầu có lý luận và phân chia, quý vị nhớ như vậy đó. Nhưng mà thực sự ra khi mà mình phân chia hai đại dừa và thị dừa đó cũng do vì là trong đại chúng đã có cái sự thay đổi khởi thế. Như chúng ta bây giờ thì phải lĩnh vật làm gì có xe. Cần đến chúng ta trong khi mà chúng tôi vô chùa để mà học thì chúng tôi có học thêm là 4-5 nghìn để mà những cái cách mà xử thế, cách mà giao tiếp với mọi người thì bất cứ cái gì chẳng hạn như về đối xử với các bạn đồng chúng với mình, đối xử với thầy như thế nào, đối xử coi khi mà chẳng hạn như mình đi ra ngoài đường, mình lái xe, mình tiếp cái ngày xưa đó thì mình nếu mà có cái xe cổ hay cái phương tiện như thế thì phải có cái luật để mà ngăn ngừa những làm những điều sai. Nhưng mà tại vì hồi đó không có, từ bây giờ nếu mà thì mình chỉ có theo cái thời đại mới, mình theo cái nghi quỹ của cũ, mình làm sao mình cố gắng giữ cái sự oai nghi của mình, cái sự hành trì của mình, đừng để tôn giáo, đừng để người nhìn vào và đánh giá cái căn bản của mình, đó là cái mà các quý vị văn minh cần phải để ý.
Thế thì mình cũng công phố là mình tập tức đưa tham quan thiên anh em và lấy chủ cái chỉ huy nhiệt dụng để mà học cùng học việc. Tại vì sao? Không, quý vị đã thân tập để bác sức từ từ đi. Ngài đã nghĩ rằng trong cuộc đời của mình, một nhất cử nhất động đều có thể gây nghiệp. Thành ra Ngài phải làm sao trước hết là Ngài phải cô hoa trường trước. Make sure là nên đừng có tạm nghiệp. Cái bước chân xuống giường cái mà nói phải đọc một cơ thần chú liệt để mà làm gì? Bước chân xuống cần đạt chứng khi con kiến, con gì ra mà bỏ đâu biết đâu. Thành ra mình xuống giường cái là phải ngồi thức dậy xin chút sân tất cả chính giác đó là mùi phương. Khi mà vừa thức dậy một cái là đã nghĩ chút sân, nó nghĩ mình mà nghĩ tất cả chính xác đó là bộ phận mình thu mình như thế. Còn khi mà bước chân lên nguyện chút sân bỏ con thân si cư trình tội ác hay là nếu lỡ khi nguyện chút sân các chút sân nếu lỡ mất mình dưới chân thôi xin nguyện tức thời sắp từ độ. Tức là khi mà mình nếu trường hợp là chúng con kiến con gì mà đang có gò đó thì con xin nguyện rằng chính sách này được lập tức xong rồi con từ độ. Tại vì sao Đức Phật quá sư đệ tử không muốn đệ tử phải bị những cái khó khăn trong con đường tu hành. Ngài không muốn thế. Ngài lập đặt tất luật cũng là đến thế để luật của chúng ta nghĩ như hàng rào đừng có bị rất xung hộ. Có vậy thôi. Thật ra mình có đi vào đường tu, mình tu hành rồi mình cảm thương Đức Phật làm vị đạo sư rất là từ bi. Ngài lo hết cho đại chúng quần giới xứ những cái này rất là căn bản. Năm quần gồm có sắc thọ tưởng thức, những cái này thuộc lòng thưa quý vị, không có sư không làm gì khác hơn được. Tiếp hợp với hữu vi pháp không phù hợp với vô vi pháp, tại vì phải có hình vô vi là có hình dáng thì ở đây hữu vi thì sắc tổ tưởng thức thì phải có hữu vi mới hoạt động được. Sắc là sắc pháp, thọ tưởng quẩn là tâm sở pháp, hành quẩn là tâm ưỡng tư ưng hành pháp, thức quẩn là tâm pháp. Tôi phải thấy cái sự tư ưng của nó không đấy, năm cái phần ở trên đấy, thấy chưa? Với lại năm quẩn này nó tư ưng với nhau. 12 xứ gồm có 6 căn và 6 trần. Căn là gì? Là những cái cơ quan của mình là căn, đúng không? Bây giờ nghe được cùng lỗ tai nhưng mà từ từ sẽ quen nhé. Trần là gì? Đối tượng của căn. 18 giới, đã có mình có. Mình có căn rồi, mình có trần rồi. Và cái thứ tư, cái thứ ba là thức. 3 nhân thứ 6 là 18, thân là 18 giới, thấy chưa? Ở đây, học rồi chị cũng thấy không khó lắm. Ok, 12 xứ và 18 giới để hoạt động với các pháp hữu vi và vô vi. Lý do gọi là xứ và giới để phân biệt xứ là nơi y xứ của các pháp sinh khởi, giới là nơi tự tính của các pháp. Tu đạo và chính quả chia làm ba bậc: kiến đạo, tu đạo và vô học đạo. Kiến đạo là lưu và trí tuệ, hiểu tứ đế và kiến hoặc. Kiến tức là cái sự suy nghĩ của mình, ý kiến của mình, hoặc là sai lầm. Đoạn tức là đoạn cắt đứt cái sự suy nghĩ sai lầm. Mình hiểu tứ đế rồi, mình không có cái tư tưởng bị sai lầm. Tu đạo là đem tuệ lực thực hành lý của tứ đế, đoạn tư hoặc. Tư là một cái sự suy tư, là một cái sự suy nghĩ. Ý kiến mình có một cái nhìn sâu sắc, như là tư. Vô học đạo, mình chắc có lẽ sư sẽ, tất cả những cái này đó, sư sẽ có một cái bảng đánh chuyên ra để cho ý nghĩa để quý vị làm tài liệu, giữ cái này làm tài liệu. Khi mà có cái nào mà không hiểu đó, chẳng hạn mình nói về vô tàm, vô quý, phú, phận, phú, san tham, san thì mình nói tật não, não hiểu về hạ thần biết rồi, cuốn kiêu như thế đó. Cái chữ đọc nó lớn như tiếng đọc tiếng Sanskrit để nó đọc tiếng Việt, đọc tiếng Việt. Tại vì đây là chữ Hán, thành ra nó có cái ý nghĩa của nó. Tam thừa,
thì căn cơ của người học đạo là chính quả tương xứng mà đâu có cả các văn thường. Dạ bạch linh sư, đoạn kiến này khác với cái đoạn kiến thường kiến không? Đúng rồi, mình cái này là đoạn kiến thường kiến thì mình chỉ biết là đoạn đây là khác nha. À, đoạn kiến thường kiến có nghĩa là cái sự suy nghĩ kiến là cái sự suy nghĩ thường là luôn luôn là nó còn trường tồn mãi mãi. Chẳng hạn mình cái suy nghĩ là ồ căn nhà này nó sẽ trường tồn mãi mãi để mình làm bằng đá màu hộ. À, ví dụ vậy mình suy nghĩ vậy đấy. À, hay là mình nói cái đoạn mình nói là ồ cái này nó không hư, nó không bao giờ mà nó không được truyền thuật lâu dài. Cái đoạn hay kiến hay là thường hay đoạn đó, nó đều sai. Trung đạo là đúng. Tần là mình giống như mình nói là hai cực của một cái sự suy nghĩ, một bên là thường tức là luôn luôn có, một bên đoạn tức là luôn luôn hết. Thì mình đã cứ vật bao giờ có muốn mình đi là có mình giữa là trung đại hiểu. Mình không có chủ trương là thường, mình cũng không chủ trương là đoạn. Tức là có nhiều người nói chứ mình sinh ra đời rồi mình sẽ chết, tức là một là đoạn cái công chi thôi ăn thêm thả nữa như vậy là không được. Như vậy là sẽ đi đến quả vị xấu, đi đến cái kết quả xấu. Còn bên này nói chứ ôi mình sẽ sống mãi mãi, mình mất đi rồi ấy, mình sẽ có thêm một cái cõi đó, mình tiếp tục sống nữa. Có không? Không. Mình phải hiểu rằng theo lý trung đạo, mình sinh ra rồi trong cái bản này, mình làm một cái việc nào, từ cái việc đó nó tác động đó. Chứ vậy mình cứ nói là tôi sẽ sống lại, nó không phải tôi làm gì. Tôi biết là tôi sẽ sống lại thôi. Tôi hết cái này, tôi đang làm một cái nữa. No, anh cứ biết là anh làm sai thì anh sẽ phải chịu có báo, anh sẽ làm con bò, con trêu hay là anh phải làm cái gì đó. Ví dụ vậy, hay là anh cũng tốt, anh lên thì cõi cao hơn. Ví dụ, tức là cái chết một chiều đó là không bao giờ đúng ở trong cái mạng phần mình. Đó có nghĩa là đoạn và thường là như vậy. Đoạn tức là hết, chấm dứt. Còn cái này là cái này mình đã nói về kiến đoạn. Kiến cái này là cái suy nghĩ của mình. Đoạn kiến hoạn. Mình đoạn cái này có nghĩa là cắt đứt, chấm dứt cái suy nghĩ sai lầm hoặc là sai lầm. Chí đoạn này lại là có cái ý nghĩa là có nghĩa là cái động từ chấm dứt. Cảm ơn không? Cảm ơn chú và chị. Rồi có lẽ chúng ta sẽ không đi hết được, thành ra xin lại chú cứ tiếp tục đọc rồi chúng ta sẽ trở lại. Bởi vì tuần tới là sư sẽ từ mấy đứa sư sẽ đi vào trong tuần số 4, trong tuần số 4 lại nắm hơn cái này. Thành ra xin lại chú cầm với cái này, chúng ta sư sẽ làm theo cái list của tất cả những cái cơ sở tâm bất tương cương nên là tất cả những cái này nó còn có cái list rồi để cho mình hiểu nó là cái gì. Chứ mình thật tập không cho nó mình không hiểu thì cũng ổn định. Mặc dù là sư không có bắt buộc chứ vì các vị phải hiểu, sư muốn các vị hiểu cái tổng quát từ cái bản đồ này và có những cái phần gì. Như sư khi mà ra câu hỏi, sư cũng không sẽ không hỏi quý vị sao là gì, cuốn là gì, sư sẽ không hỏi khi mà có thể quý vị cần biết khi được học. Chúng ta tạm dừng ở đây, nhưng mà xin quý vị đọc qua rồi kỳ tới thì cái chắc cái bốn sẽ ngắn hơn và chúng ta sẽ chạy lại học cái phần này tiếp tục từ cái chỗ tôn đạo chính quả đi nhé. Mình quay lại cái đó nhé. Rồi sau đó là qua giáo nghĩa của đại chính bộ, mình gần hết của từng bảo bộ rồi. Đại chính bộ thì ngắn hơn. Để chúng ta ngồi đứng trước
Nguyện đoàn